Một cần thủ vừa thả thính xong. Cô em câu phao ngay đây. Cô em ngồi câu tầm này nó rơi khoảng hai tầm cần nhỉ. Ba tầm cần đấy, xốp vừa lên là chân phao đấy. Đấy nó mút cái lại mất. Mẹ tổ sư nó đéo thấy phao đâu, giật cái nó lại chạy hết cước thì ăn máu lộn. Cô em mới đang học câu. Nghĩa đại gia, em đừng có cậy vẩy nữa. Ui, hôm nay anh quay thấy đéo nó hồng hào đẹp thế nhỉ. Nhìn như kiểu là Lee Min Ho của Hàn Quốc ấy. Ông bên cạnh thì nhìn giống chim sun sun của Triều Tiên. Tiền chiêu. À, tiền chiêu này. Google, cái đéo thì nhắn tin này. Thằng nào lại đăng nhập ở máy tính ở nhà mình rồi. Chắc là thằng ôn con bà Doanh rồi. Nói đồ câu đơn giản, đơn sơ, vợt. Rồi, cố gắng làm đôi con nữa thì về. Có sản phẩm rồi nhưng mà được con rô phi nhỏ. Đây anh em này. Chép một rô phi. Phi thì bé, nó chép thì to 3 cân. Con này khoảng 3 cân. 3 cân, hơn 3 cân. Thụt phát quay phim đúng lúc này mới chuẩn này. Chuẩn bị thụt đi. Chết mẹ mày. Tính rồi. Đấy, úi giời, đúng quả đẹp. Ôi, con nhỏ, nhỏ. Tính dâu phi rồi. Chắc còn rô phi. Ôi đeo mẹ ra đeo nó lại dính ngay con rô phi. Thôi được, cái này dán cũng được. Thế là hai rô phi. Hai rô phi một chép ạ. Đóng phát chết cổng keo. Rô phi ba lạng. Rô phi 3 cân thì ngon, rô phi 3 lạng. Cho dây dài nữa ra. Đóng máy lại, đóng máy lại. Đóng máy lại. Rồi, ok. Mở máy lên. Đúng rồi. Em xoay cái chiều máy. Đây. Bỏ ra. Đây, em xoay chiều máy nó đúng cái chỗ này. Đấy. Bắt đầu mở lên. Giữ, bắt đầu mở lên, làm cho đằng sau vụt. Rồi. Bổng cái cần em vụt bổng lên một tí nữa thì nó bay ra xa mà nó chính xác đúng không? Vụt này nó bị lệch rồi, không rơi được vào ổ đâu em, vụt lại đi. Ngồi vụt cũng được, không cần đứng đâu. Lệch lắm, không vào được ổ đâu, đấy không vào được đâu. Vụt lại đi. Em vụt bổng lên một tí thì nó bay ra xa. Rơi vào nó không bị động ổ. Tạm tạm thế cũng được. Được đấy. Đấy. Rồi. Đúng lúc mà đang bỏ quay 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 nó thụt phát là con quả đấy mà con 10 cân thì lấy thơm thì mày dòng mất một lúc. Con cháu họ Du Phi. Thôi mấy anh em ngồi nhá. Chết rốt à? Ui, à đâu? Nó chạm dây trong này, nó chạm dây trong này. Vừa nãy em dắt phát nó chạy không? Nó chạm dây trong. Đéo nó góc này lắm váng đấy, nhìn những kiểu váng dầu đi. Mẹ thiên sư. Một cái góc này. Cũng như kiểu váng dầu này. Nhớ nghĩa nhờ phải không? Một cái góc này. Đấy, thấy chưa? Đấy, vụt vụt như thế là chuẩn đấy. Nè. Bổng lên
Thế là nó bay ra xa. Nó đang quần ổ ra. Hay mẹ nó lấy tăm là tăm Zofi không biết. À, ok anh đi về. Mày đưa ngồi khâu nhá.